đã đưa vào đủ 15 chủ đề đây. Thì chúng ta bắt đầu nghe từ chủ đề 1 nó nằm ở dưới. Nghe hết chủ đề đó, nghe tới. Tôi cho thời gian anh em tới ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ thi cái môn tân tạo vật nha. Những anh chị em mới vô ngày hôm qua thì chúng ta sẽ nghe lại những bài này, thì tôi sẽ cho thi. Chúng ta sẽ thi cùng nhau, thi làm tại lớp. Thi trắc nghiệm. Và thứ 7. Thứ 7 thì chúng ta học một buổi, chúng ta không học nguyên ngày. Chúng ta học một buổi xong thì chúng ta sẽ làm cái bài thi của, nếu môn nào xong chúng ta sẽ làm thi môn đó. Và anh em sẽ làm bài tại chỗ, nộp tại chỗ. Rồi chúng ta sẽ lưu điểm của mình vào nha. Ai nói? Ủa, hiệu trưởng chưa nói mà sao là những người khác nói? Ai nói? Hả? Ai nói? Tức là nghĩ như vậy thôi chứ chưa nói đúng không? Và chúng ta còn phải lấy cái ý kiến chung với nhau là học 2 tuần liên tục hay là học mỗi tháng 1 tuần. Tại vì thật ra đó, thí dụ như số chị em ở xa đó, đi một lần là tốn nhiều tiền. Cho nên chúng ta chọn là 2 tuần học một lần á, là để mà thứ nhất là cái chi phí tiền xe nó cũng giảm. Và chúng ta ở lại chúng ta học. Rồi đôi khi chúng ta ở lại chúng ta tham dự cái buổi thờ phượng của Hội Thánh, chúng ta cũng sẽ được học cái cách hướng dẫn thờ phượng, rồi thờ phượng nữa. Nếu ta tham dự vào thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách để hướng dẫn thờ phượng, chúng ta có thể trở về chúng ta hướng dẫn cái điểm nhóm của mình. Còn ở đây thì anh em chỉ là buổi thờ phượng ngắn thôi, là cái bình đánh đàn hướng dẫn hát ngợi khen thờ phượng. Chúng ta có thể tham dự cả một cái buổi thờ phượng của Hội Thánh để chúng ta có thể biết được cái cách thờ phượng. Thờ phượng theo lễ như thế nào, thờ phượng theo thánh linh như thế nào, thờ phượng theo lễ thật là như thế nào. Thì chúng ta có thể kết hợp phối hợp làm sao để sự thờ phượng đó được trở nên hiệu quả, đem sự gây dựng chung cho tất cả cộng đồng dân Chúa. Rồi chúng ta có bài này hết chưa ạ? Có ai không có bài không ạ? Ồ, như vậy thì nó là 21 người mà bây giờ cuối cùng làm bao nhiêu người? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 bài luôn, 26 người luôn. 25. Như vậy là còn hình như là còn một người chưa có bài phải không? Bạn nào chưa có bài? Vậy đủ rồi. Rồi, vậy thì tôi photo đúng 25 bài luôn. Hùng nói có 21 rồi mà tôi photo tới 25 bài luôn. Hình như là chú kêu 25 bài á. Một cách chân thật, anh chị em học trong cái môn học tân tạo vật, anh chị em thấy thế nào? Dạ, mình thấy được mở rộng ra nhiều không ạ? Dạ, có nhiều điều mà chúng ta thấy còn mình mơ hồ lắm đúng không? Rồi đây chúng ta sẽ được tiếp tục được mở rộng nhiều hơn ở trong lời của Đức Chúa Trời trong các môn. Và mỗi một tôi tới Chúa sẽ sức dầu cho một cái cách để giảng dạy. Và chúng ta cậy ơn của Chúa để chúng ta có thể học tất cả mọi cái phương cách. Đôi khi có những người cách thức giống như là Phaolô, có người cách thức thì giống như là Apollo, có người cách thức thì giống như là Phaolô, Phêrô, hoặc là có người cách thức giống như là ông ngồi ông nghiêng đầu vô ngực Chúa. Nhưng mà làm sao như Phaolô nói trở nên mọi cách cho mọi người để chúng ta có thể cứu được một vài người. Có những người họ thích cái cách thờ phượng im dịu, chúng ta có thể dùng cái cách thờ phượng im dịu. Có người thích cách thờ phượng soi nổi, chúng ta sẽ dùng cái cách thờ phượng soi nổi. Và làm sao để cái điều mà thờ phượng hay là cái điều mà chúng ta rao giảng đó, nó sẽ đi được vào trong, ảnh hưởng đến người ta và biến đổi đời sống người ta để giống Chúa Giê-xu. Không phải giống mình, bạn là giống Chúa Giê-xu. Amen. Chúng ta đã nói qua cái tân tạo vật, chúng ta có 15 chủ đề đúng không? Thì thật ra đó, đúng là dạy hơi thúc ép quá. Hơi thúc ép. Nhất là những cái chủ đề sau. Tôi nói với ông Sư Hào là nếu mà cứ dạy như cái chủ đề đầu là bảo đảm là bị cù 5 chủ đề. Và cái thời lượng dạy cũng không cho phép chúng ta kéo dài hơn. Giống như cái khóa vừa rồi đó, chúng tôi dạy đó là bị kéo dài ra tới thêm 2 kỳ học nữa nó mới hết. Nhưng mà kéo dài quá thì thật ra thì có những điều, những cái môn sau nó sẽ có nói lại những cái môn trước để chi được nhắc lại để chúng ta có thể nhớ rõ hơn. Cho nên là từ chủ đề hình như là chủ đề 7-8 gì đó bắt đầu chạy theo giống như là xe đua đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng anh em còn học cũng rất là giỏi để có thể theo kịp.
Vì không cần hỏi hoài, bây giờ thì có bài rồi, chúng ta không cần phải hỏi nữa đúng không? Cần thì nhìn vào đó. Chúng ta chỉ cần ghi nhận lại những cái điều mà tôi triển khai, chứ không cần phải ghi tất cả những gì. Còn ở trong cái bài này thì nó có cái sườn đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một cái môn học thứ hai. Đó là đức tin thay đổi thế giới. Ở dưới chùa vỡ. Ở dưới chùa vỡ. Còn đây là chỉ là cái sườn bài thôi, nó sẽ viết vô vỡ. Chúng ta có tất cả là 9 chủ đề ha. Dạ nó có trong đây luôn rồi. Tôi dạy nhanh hơn một xe hào nữa, cho nên em chị em đừng lo, anh sẽ tiếp tục chạy. Bây giờ tôi cho tôi mượn cái quạt này nha. Ừ, ở dưới đó anh em có cái này nó chiếu xuống này. Hả? Ồn quá. Tại vì tôi để cái này nó đứng lại rồi, cho nên thì nó sẽ thổi cái hơi lạnh xuống dưới cho anh em. Không sao đâu, xem lạnh đủ. Rồi chúng ta bắt đầu ha. Cầu nguyện để chúng ta sẽ bước vào. Thưa cha, lần nữa chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con sẽ bước vào đọc bài học về đức tin. Chúng con không cậy sức của mình, nhưng mà cậy ơn của Ngài, sự khôn ngoan của Chúa soi dẫn cho chúng con để chúng con có thể học lời Chúa. Con cảm ơn cha. Con xin dâng lớp học trong tay Chúa và cái môn học về đức tin ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Chúng con cảm ơn cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chủ đề thứ nhất đó là đức tin phương tiện kết nối với Chúa, hay là nó là một cái phương tiện để kết nối với Chúa. Một La Mã, đức tin là gì? Chúng ta có một cái sự định nghĩa đức tin rất là rõ và đầy đủ ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1. Hebrew đoạn 11 câu 1. Chúng ta có thể mở ra đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Hebrew đoạn 11 câu số 1. Đây, chúng ta cùng nhau đọc. Và đức tin là biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là sự biết chắc của những điều mình đương trông mong và bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Tôi sẽ phân tích cái câu này nó ra để chúng ta có thể dễ. Ở đây nói rằng đức tin là, nó là gì? Sự biết chắc những điều mình đang trông mong hay là hy vọng. Và nó là bằng cớ. Như vậy thì đức tin nó không phải là một sự mơ hồ. Đức tin nó không phải là một cái sự tình cờ, nhưng nó là biết chắc. Ở trong tiếng Anh nó là đức tin là bây giờ hay là now. Cái từ now này nó có nghĩa là hiện tại, nó là ngay bây giờ. Nó không phải đức tin của ngày hôm qua,
nó cũng không phải đức tin của ngày hôm kia. Thì đức tin là gì? Đức tin là cái điều mình biết chắc, nó là bằng cớ của những điều mình hy vọng tới. Đức tin nó giống như là vậy. Đức tin hy vọng là cái cuối cùng, nó chính là cái mục tiêu. Hy vọng là tương lai, và nó như là cái mục tiêu để chúng ta có thể giương cái cung tên và chúng ta bắn. Một người dũng sĩ khi giương cung tên bắn thì nó phải có cái mục tiêu. Nếu không có mục tiêu thì người đã bắn cung tên vẫn bắn ra, nhưng nó không có trúng được cái mục tiêu. Như vậy thì nếu như không có mục tiêu hay là bắn không đúng mục tiêu thì anh chị em sẽ thấy rằng là nó bị thất bại. Cái mũi tên nó trở nên vô dụng, nó không có giá trị gì cả. Chúng ta nhắm bắn một cái con thú nhưng cuối cùng nó lại là bắt được con chuột, thì nó không phải là mục tiêu. Nếu đức tin nó không có cái mục tiêu thì nó sẽ không bao giờ tới đích được. Như vậy cái hành trình bắt đầu từ đức tin ở đây dẫn đến cái mục tiêu ở đây thì nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm cái biết chắc này, rồi nó bao gồm cái bằng cớ nè, chúng ta biết chắc cái gì. Và đức tin là sự biết chắc những điều mình đang trông mong. Cái từ trông mong này tiếng Anh là từ hope, là hy vọng nha, trông mong hay là hope, là bằng cớ. Đức tin là biết chắc mình điều mình đang trông mong. Chúng ta biết chắc những điều mình đang hy vọng, chúng ta là nó là bằng cớ của những điều mình chưa xem thấy. Hy vọng đó là tương lai, là chưa xem thấy. Vậy thì từ cái chỗ đức tin mà đến hy vọng, nó là cả một cái chuỗi, một cái khoảng thời gian, hay là một cái chuỗi ngày tháng. Thời gian đó có thể là 1 phút, thời gian có thể là 30 giây, hay nói thời gian có thể là vừa công bố đức tin xong, thời gian được tính. Đó là hy vọng, đó là tương lai. Thậm chí có những người chúng ta vừa công bố đức tin, vừa chạm tới một cái người đó được chữa lành ngay. Như vậy chưa khi tuyên bố, đức tin chưa kích hoạt thì cái sự chữa lành nó chưa đến. Như vậy khi đức tin bắt đầu công bố, nó giống như được kích hoạt. Cũng giống như khi chúng ta bật một cái công tắc điện. Bây giờ dù có điện có đang chạy ở trong cái hệ thống nhà này, nhưng mà cái công tắc nó chưa kích hoạt, thì anh chị em cũng không thể nào điện có sáng. Nhưng đức tin nó kích hoạt thì giống như khi chúng ta công bố bằng miệng ra, như bật công tắc thì điện nó lập tức nó cháy và nó có thể nhận được hiệu năng ngay. Một cái người đàn bà bị bệnh mất huyết hay là bị rong huyết ở trong mác đoạn 5, bà này làm gì? Bà này bị bệnh, một căn bệnh là kéo dài 12 năm, tiêu hết tiền của vào trong tay của thầy thuốc. Nhưng mà bắt đầu bà nghe người ta nói về Chúa Giêsu, người ta nghe, bà nghe rằng có một cái đấng mà có thể, có quyền năng có thể chữa lành bà. Và bắt đầu kể từ khi bà nghe, bắt đầu bà nói, Kinh Thánh ghi là gì? Bà nói: ta chỉ cần làm gì? Rờ cái áo của Chúa thì ta được lành. Bà nói bao lâu? Bà nói bao nhiêu lần? Thế chị em thì bà nói bao nhiêu lần? Một lần có thể ra, có thể hình thành đức tin không? Ở trong Roma đoạn 10 câu 17, đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy lời được công bố thì bắt đầu đức tin mới đến. Có nhiều khi chúng ta nghe một lần đức tin chưa tăng trưởng, phải không ạ? Nhưng chúng ta có thể được nghe đi nghe lại. Bởi vì Chúa rất là tuyệt vời ở chỗ Chúa nói là quyển sách luật pháp chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp chớ xa miệng, nhưng mà phải suy gẫm. Như vậy là Chúa muốn nói gì? Muốn đọc lời của Đức Trời phải đọc bằng miệng, chứ không phải xem bằng mắt. Đọc bằng miệng thì chúng ta được lợi thế, xem bằng mắt chúng ta chỉ có nhận được có một lần thôi. Nhưng mà đọc bằng miệng, đọc và nghe, như vậy được 2 lần, phải không? Rồi thêm mắt nữa, tức là xem nữa. Như vậy thì đức tin đến bởi sự người ta nghe. Chẳng những chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta đức tin chúng ta gia tăng, nhưng mà chúng ta đọc mà người khác nghe thì đức tin người khác cũng gia tăng nữa. Cho nên là
Khi chúng ta bắt đầu công bố lời của Đức Chúa Trời, đức tin đó nó được xây dựng ở trong lòng của chúng ta, nó xây dựng qua nền tảng của lời Chúa, nó gọi là bằng cớ. Để dựa trên bằng cớ đó để đức tin có thể phóng thích. Nó cũng giống như bằng cớ này, nó cũng giống như con đường để chiếc xe nó có thể vận hành lên. Hy vọng nó giống như mục tiêu. Và cái tin tưởng biết chắc, nó là những cái kỹ năng cũng giống như là một người tài xế biết lèo lái chiếc xe của mình và đi đến mục tiêu. Như vậy nó bao gồm biết chắc. Tôi biết đấng tôi tin. Paulo nói như thế nào ở trong Côrintô nhì đoạn 4. Câu số 13 và câu 14. Xin lỗi câu 13 thôi. Côrintô nhì đoạn 4 câu 13. Rồi anh em nào mở trước xin đọc. Amen. Chúng tôi có đồng một lòng tin, là đồng một cái linh của đức tin. Như Kinh Thánh có chép rằng, ta đã tin cho nên ta nói. Như vậy thì chúng ta thấy là biết chắc ở đây đó chính là tin rồi. Phải không ạ? Khi chúng ta đã tin, có thể lần thứ nhất chúng ta chưa tin. Chẳng hạn như trước đây tôi cũng đọc Kinh Thánh nói về quyền năng để đuổi quỷ, quy quyền của Chúa đuổi quỷ. Tôi tin, nhưng mà tôi chưa thực hành. Cho đến khi cái đức tin nó được xây dựng, nó vững vàng trên nền tảng lời Đức Chúa Trời, lúc bây giờ tôi công bố ra và phép lạ xảy ra. Mấy Chủ nhật vừa rồi thôi, ở tại Mỹ Tho, chỗ dì của Phấn Văn, cô hả? Dạ. Thì có một cái cô, cái một cô này năm nay 60 mấy tuổi rồi, cô bị bệnh mà cứ ấn ấn lạnh lạnh ớn lạnh và đau ở sau thắt lưng. Và khi cô bị như vậy thì rất là nhiều năm và tốn biết bao nhiêu tiền bạc cho những thầy bùa, thầy ngải, thầy thuốc đủ kiểu hết. Và cái ngày Chủ nhật vừa rồi khi tôi giảng thì cô nói bắt đầu cô đau nhờ cầu nguyện. Thì khi mà tôi, vợ tôi với lại cô Hạnh cùng đến đặt tay cầu nguyện cho cổ, khi tôi đặt tay ở phía sau lưng của cổ cầu nguyện, cầu nguyện xong thì hết đau liền ở sau lưng, nhưng mà nó chạy lên trước, nó chạy lên phía trước. Thì chúng ta nhận biết, nhận diện đó là gì? Đó là bùa. Thì thường là khi mà đặt tay phép lạ xảy ra mà nó lại chạy đi chỗ khác, nó di chuyển chỗ khác, đó là quyền lực của ma quỷ, nó không phải là bệnh lý. Và khi tiếp tục hỏi thì cổ mới nói rằng là cổ uống và uống không biết là bao nhiêu bùa. Cái vấn đề không biết là bao nhiêu bùa, không biết là cổ đi bao nhiêu thầy, không cần biết. Nhưng có một vấn đề ở chỗ là vì bản thân của cổ đồng ý để chúng tôi cùng cầu nguyện cho cổ. Chúng tôi biết chắc cái điều mà Chúa ban cho tôi cái quy quyền, biết chắc điều chúng tôi Chúa ban, đó là trong đó có giá chuộc nè, có sự tha thứ nè, có sự giải phóng ra khỏi sự rủa xả của tội tổ phụ nè, có sự giải phóng ra khỏi cái sự giao ước của người đó lập với ma quỷ nè. Cho nên khi chúng tôi tuyên bố thì ngay tức khắc tà linh nó lộ ra, và tà linh đi đuổi đi thì ngay tức khắc cô được chữa lành ngay. Anh chị em có để tôi sẽ gửi vô cái clip của chúng ta, anh em sẽ xem thấy. Thì đó là gì? Tôi biết chắc những điều mình đương trông mong là mình đã tin. Mình tin những gì Chúa nói, những tin những gì lời của Chúa nói, chúng ta bắt đầu công bố trong đức tin đó. Và tất cả những cái đức tin mà chúng ta có, nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên thứ nhất là lời Chúa, thứ hai là bản tánh của Chúa, thì bản tánh của Chúa, chúng ta biết Chúa có bản tánh gì? Yêu thương, thành tín. Tôi biết Chúa yêu tôi biết Chúa thành tín với tôi. Cho nên khi mà tôi đã tin rồi, tôi tin trên lời hứa của Chúa nói, tôi tin vào bản tánh của Ngài, thì tất cả những cái này đây nè, nó chính là bằng cớ. Tôi dựa vào đây, tôi không cần nghi ngờ. Tôi dựa vào tình yêu của Ngài, tôi dựa vào sự thành tín của Ngài. Vì Chúa nói, Chúa không bao giờ Chúa nuốt lời. Và tôi tin vào Ngài, cho nên tôi công bố cái điều mà tôi tin đó, nó sẽ đến. Như vậy cái việc nó đến có thể xảy ra sau một giây, hay là sau lời chúng ta công bố, một giây thì phép lạ xảy ra ngay.
Giống như hồi đó bạn của cô Thang đây, đó là cô Hồng Y đó. Khi cụ đến hội thánh là lúc đó cụ chưa tin Chúa luôn. Cô Thang dẫn tới, rồi xong nghe giảng xong cụ mới lên xin là xin cầu nguyện để được chữa lành. Có hỏi chị bệnh gì? Nó bị thoái hóa cột sống. Rồi hỏi chứ chị tin Chúa bao lâu rồi? Dạ chưa tin. Nhưng mà thật ra thì cụ tin rồi, cụ mới tới. Nhưng tin về Chúa chứ chưa phải là tin Chúa. Và khi cụ nghe lời của Chúa thì cụ đồng ý. Và anh chị em có biết rằng là cụ chưa có tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhưng mà ngay khi mà cụ tin Chúa có quyền năng chữa lành và cầu nguyện cho cụ, vừa đặt tay vô cái lưng của cụ, lập tức cái cột sống bị thoái hóa, cột sống lập tức được chữa lành, và cụ có thể khom xuống, tay có thể đụng với cái gót chân. Và cô này hình như là cả chục cái căn bệnh và tất cả đều được chữa lành hết trong quyền năng của Thánh Linh. Rất tiếc là trong đợt này tôi rất là hy vọng là cô Hồng Y sẽ học trường Kinh Thánh này, nhưng mà chưa có đi học được. Cho nên anh em thấy cái tiến trình Chúa đã lập nên một cái công thức này rất là tuyệt vời. Đức tin là biết chắc, đức tin là bằng cỡ. Biết chắc cái gì? Biết chắc đó là tức là tin vào trong lời Chúa, tin vào trong bản tánh của Chúa. Hãy tin Đức Chúa Trời là tốt lành, hãy tin Đức Chúa Trời là yêu thương, hãy tin Đức Chúa Trời là thành tín. Ma quỷ nó gieo này nè, Đức Chúa Trời không có tốt giống như Ngài nói đâu. Anh chị em có biết nó gieo từ lúc nào không? Từ trong sáng thế. Nó gieo về Eva, nó nói sao mà chi Đức Chúa Trời có phán dặn ngươi không được ăn trái cây trong vườn không? Ồ có chứ, Chúa cho ăn hết á, nhưng cây chỉ biết được thiện điều ác thì Chúa không cho ăn. Thế là nó nói sao? Đức Chúa Trời giấu á. Đức Chúa Trời giấu á. Vì Chúa biết rằng khi ngươi ăn thì mắt hai ngươi mở ra bằng Đức Chúa Trời. Tức là nó gieo cái sự nghi ngờ. Nó gieo cái sự nghi ngờ lời Chúa. Cho nên anh chị em biết không, nhiều khi chúng ta, tôi thấy tình trạng này nhiều lắm, là có nhiều người tin Chúa nhưng mà không tin lời Chúa. Anh chị em sẽ thấy cái điều này nè. Khi chúng ta đọc lời Chúa, có những tiếng nói chống lại trong tâm trí của chúng ta. Bao nhiêu người đã từng xảy ra điều đó? Dạ. Nó có một tiếng nói chống lại trong tâm trí. Thật ra cái tiếng nói chống lại đó là gì? Đó là tâm trí của xác thịt bị bán cho tội lỗi. Chúng ta học về lẽ thật và sự cứu chuộc có rồi. Tâm trí của xác thịt bị bán cho tội lỗi trong Roma đoạn 7 câu 14. Nên khi mà chúng ta đọc lời Chúa là lẽ thật, là sự sáng, để đem vào để thay thế cho cái điều mà tiếng nói của ma quỷ, cái đồn lũy của nó bên trong, thì nó luôn luôn chống lại để chúng ta không chấp nhận, hầu cho cái đồn lũy nó vẫn còn. Phaolô đã nói điều này ở trong Côn Tô Nhì đoạn 10 câu 4 câu 5. Những điều tôi rao giảng đó là không phải tranh chiến với xác thịt, nhưng mà đạp đổ các đồn lũy, các ý tưởng, cái sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Vì vậy trong mỗi con người đều có cái đồn lũy nghịch lại với lời Chúa, và chúng ta phải xử lý nó, dùng cái ý chí tự do và cái con người bề trong để xử lý nó. Và chúng ta có thể ra lệnh nhân danh Chúa Jesus, ra lệnh cho cái tiếng nói của tâm trí, tiếng nói của xác thịt, tiếng nói của sự định tội yên lặng và lui ra ngoài. Để chi vậy? Để con người này bắt đầu nghe lời Chúa và tiếp nhận. Và anh chị em có quy quyền đó. Thứ hai, chúng ta sẽ học cái môn quy quyền cơ đốc nhân, chúng ta sẽ biết chúng ta có quy quyền trên cái gì. Và khi có quy quyền rồi, anh em cứ thực tập cho tôi. Lần thứ nhất chưa được, lần thứ hai chưa được, lần thứ ba, lần thứ mười cũng được thôi. Giống như cây chúng ta đốn một lần chưa gãy, chưa ngã, đốn riết là cũng ngã thôi. Và khi anh em bắt đầu thực hành được rồi, lúc bây giờ anh em truyền lệnh một cái nó xảy ra ngay. Có một người tới Chúa đọc Mát đoạn 16 câu 17. Đọc rồi, ông đi ra, ông đặt tay lên người đau. Tại vì Chúa nói là đặt tay lên cái đau được lành. Thế là ông đặt tay lên người đau, đặt cái ta chết luôn. Ông buồn quá, ông về, ông nói Chúa ơi, sao lời của Chúa nói là đặt tay lên cái đau lành, mà bây giờ con đặt tay lên người ta không lành, người ta chết. Chúa nói con về con đọc lại cái câu đó 1000 lần đi. Ông ngồi, ông đọc, ông đếm. Đếm đọc, cứ đọc tới, đọc hoài cái câu đó, đọc hoài câu. Rồi bây giờ Chúa nói bây giờ con đi ra con đặt tay cho người ta đi. Cái đặt tay người ta lành. Ông về ông thắc mắc, Chúa ơi, tại sao hồi đầu tiên cũng là câu kinh thánh đó, mà con cũng làm theo kinh thánh đó, mà đặt tay người ta chết. Bây giờ con đặt tay người ta lành. Thì Chúa nói là bởi vì lúc đầu tiên cái câu đó, con chỉ đọc trên môi miệng và nó chỉ có ở trong tâm trí, nó chưa có ở trong tấm lòng của con. Nó khi nó thuộc về tấm lòng của con rồi, con đã tin nó rồi, thì con đặt tay phép là xảy ra. Anh em biết Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng cho ai?
cho ai? Cho Phi Rơ hả? Đúng là cho Phi Rơ. Nhưng mà giờ Phi Rơ còn không? Nghe không? Chúa giao cho chúng ta, giao cho người tin. Như vậy ai là người cầm chìa khóa? Mình là người cầm chìa khóa thì ai mở? Mình cầm chìa khóa mà Chúa Giêsu mở hả? Tôi cầm chìa khóa mà Chúa mở. Không, tôi mở. Anh chị em nói đi. Chúa giao chìa khóa cho tôi để tôi mở. Chứ không phải là anh bên cạnh là mở giùm tôi đâu nha. Không phải Chúa mở cho chúng ta. Chúa giao chìa khóa rồi thì chúng ta phải là người mở. Chúng ta công bố lời Đức Trời qua danh Giêsu, đó là chúng ta đang mở chìa khóa. Cho nên lúc đầu tin bằng cái đầu thôi. Có cái ông, một cái ông tin là cái đầu. Chúng ta nhớ ông nào không? Đó là ông Thô-ma. Khi mà mọi người nói Chúa sống lại, lúc đầu không có đó. Ông nói tôi không tin. Chừng nào ngón tay tôi nè đặt vào tay nè, ngón tay này rơ vào trong xương này nè, chừng nào mắt này thấy đó tôi mới tin. 8 ngày sau Chúa xuất hiện. Thô-ma, chào con. Chúa, con tin rồi. Không, ngươi đặt ngón tay vào đấy. Không, con tin rồi. Chắc là tôi nghĩ ông rung lắm. Nhưng mà Chúa nói bởi vì ngươi thấy cho nên ngươi tin. Phước cho những người không thấy mà tin. Tức là nghe mà tin thì nó hơn, phải không ạ? Tôi bắt đầu tôi tập là Chúa nói cái gì tôi tin cái đó. Mình tập. Có nhiều khi chúng ta không chấp nhận nổi. Thí dụ nha, Chúa nói rằng người nào lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi thì các ngươi được phước. Khi người ta nói vui mình tức quá, mình tức đá, bắt đầu chúng ta bắt đầu nổi máu lên, sôi gan lên, phải không à? Bực mình, bắt đầu chúng ta nói này nói kia nói nọ, chúng ta tìm mọi cách để biện minh thì chúng ta không nhận được phước. Nên Chúa nói là người nào người ta, khi người ta lấy mọi điều dữ cho nói vui cho các ngươi thì các ngươi được phước. Điều đó là chân thật, lời của Chúa Giêsu nói không sai. Thì chúng ta cứ làm theo thôi. Như vậy thì khi người ta nói vui chúng ta thì chúng ta làm gì? Làm gì để được phước? Làm thinh. Đúng không ạ? Thật ra chú biết, chứ biết quan ở trên à. Nhưng mà chú cố tình cho là cho điều đó xảy ra đó. Để chứ vậy? Để mình được phước. Và cũng là tôi luyện chính mình luôn. Tôi luyện chính mình. Và tôi nói với chị em nha, anh em càng lên cao, anh chị em sẽ càng bị nói vu á. Anh em càng học lời Chúa, anh em trở thành người giảng dạy lời Chúa, anh em sẽ càng bị nói vu, anh em càng bị tấn công. Điều này không có gì là ngạc nhiên cả. Thật ra là nó cái cách của Chúa để tôi luyện mỗi chúng ta để tăng trưởng của Chúa thôi. Cho nên chúng ta thấy ở đây đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Những điều mình đương trông mong đó chính là những cái hy vọng mà nó sẽ có. Hy vọng đó có thể là sau một giây hoặc là 10 năm. Abraham đã nhận lời hứa của Chúa, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, và bao nhiêu năm mới có con? Từ lời hứa đến khi nhận được đứa con là bao nhiêu? Bao nhiêu năm? 25 năm. Abraham khi ông 75 tuổi nhận lời hứa cho đến 100 tuổi lời hứa mới đến. Như vậy trong cái khoảng thời gian này là do Abraham, không phải do Chúa. Lời của Chúa hứa rồi, Abraham nhận được và tiếp nhận nhanh thì Abraham sẽ có được nhanh. Thật ra có nhiều người nói là Chúa, Abraham chờ đợi Chúa để hoàn thành lời hứa. Nhưng khi tôi đọc Kinh Thánh tôi thấy không phải Abraham chờ Chúa mà Chúa chờ Abraham. Thay vì là một dân lớn nó nhanh lắm thì nó lại kéo dài tới 25 năm. Như vậy cái thời gian có thể là gì? Vừa công bố lời hứa, có thể một thời gian ngắn sau nó có thể hiện thực. Chẳng hạn như bây giờ Chúa hứa rằng Chúa sẽ cho coi như là Chúa dựng nên Adam thì Chúa dựng nên Eva. Trong danh Chúa Giêsu con công bố ngày mai có Eva thì phải có không? Có không? Không. Nó thấy được, nó có khoảng thời gian để Eva trưởng thành chứ. Đúng không ạ? Chứ lại Eva mới sanh ra đem lại mình cho mình làm vợ. Bởi vậy Hùng mới có công bố 4 năm thôi, cho nên là bây giờ Eva mới có 4 tuổi à. 6 tuổi chứ con hả? Có nhiều khi có những điều mà chúng ta công bố ra nó phải có thời gian để thực hiện. Nó giống như là có thời gian để nó đủ để có thể thực hiện. Nhưng cũng có những điều rất là cấp bách, khi công bố ra lập tức phép là xảy ra ngay.
Thế thì chúng ta đã hiểu được đức tin là gì. Nó chính là một cái phương tiện để có thể kết nối với Chúa và chúng ta có thể nhận được từ Chúa. Không bao giờ nhận được từ Chúa nếu không có đức tin. Chúng ta xem ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6. Hebrew 11 câu 6. Rồi chúng ta đọc với nhau Hebrew 11 câu 6. Và không có đức tin thì chẳng hề thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Cho nên nếu chúng ta tìm kiếm Chúa mà không bởi đức tin, hay là không tin Chúa thật hữu, thì tất cả những gì chúng ta tìm kiếm nó cũng trở nên con số không, không có lợi gì hết. Tôi lấy một cái ví dụ. Đứa con trai cả nó ở trong nhà, mà đứa con trai út thì nó đã chia nửa gia tài để ăn chơi. Thực tế có phải rằng đứa con cả không có gia tài không? Chúng ta mở ra ở trong sách Luca 15. Câu 12. Luca 15 câu 12. Người cha chia của cho mấy con. Vậy thì đứa con cả có của không? Có. Nhưng bây giờ chúng ta xem ở trong câu số 29 và 30. Ở phần câu số 12 thì nói rằng cha liền chia cho hai con. Nhưng mà ở trong câu 29 thì thấy con cả nó nói như thế nào? Con đây chí thú làm ăn, mà con xin một con bê con để ăn với bạn bè, cha cũng không cho nữa. Như vậy đứa con này có đức tin không? Không có đức tin. Cha chia cho nó rồi nhưng nó không có đức tin. Có rồi nhưng mà cứ xin, đó là không có đức tin. Có rồi nhưng mà không biết sử dụng, đó cũng là dạng không có đức tin. Như vậy tất cả những lời hứa của Chúa là hứa cho Ngài hay hứa cho chúng ta? Nếu hứa cho chúng ta thì chúng ta là người nhận được hay không là do chúng ta chứ không phải là do Chúa nữa. Chúa cho rồi mà. Con ơi chìa khóa nè, con ơi ATM nè, tài sản mỗi tháng ta gửi cho 1 tỷ đó, muốn xài gì xài. Thôi nhưng mà cha ơi, cha cho con một con bê con đi cha. Con ơi mỗi tháng 1 tỷ rồi. Không mà, cho con một con bê con thôi mà cha. Thì anh chị tưởng tượng người cha làm sao ạ? Con ơi tất cả là của cha là của con, sao con không hiểu vậy? Đây nè chìa khóa nó có rồi nè, mật mã có rồi nè, con chỉ cần đút cái xe ATM vô con bấm 333 là nó ra thôi. Jeremy 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta, ta trả lời cho ta, tỏ ngươi như việc lớn mà khó, đúng không? Mà con không bấm nút, con không nhấn nó, con không bấm mật mã nó không ra, dù trong số tài khoản nó con đã có đầy đủ tất cả mọi thứ. Cho nên nhiều người đến gần Chúa, cầu nguyện với Chúa nhưng mà không có đức tin, thì cho nói người đó không đẹp ý Chúa. Nếu cầu nguyện mà không có tin á, tôi khích lệ anh chị em đừng cầu nguyện. Tại sao? Bởi vì chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không tin thì không có điều gì xảy ra hết. Nếu đang khi cầu nguyện mà không cái đức tin mà cầu xin thì không có gì xảy ra. Nhưng nếu đi cầu nguyện mà có đức tin, hãy tin đã được, thì điều đó sẽ ban cho các người, ở trong Mác đoạn 11 câu 23 và 24. Như vậy thì chìa khóa đã được gửi cho chúng ta rồi. Vì vậy mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời phải tin Đức Chúa Trời thật hữu, thì Ngài là đấng hay ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài bằng đức tin. Đức tin là một phương tiện. Đức tin là một cái phương tiện để kết nối. Bây giờ chúng ta có một con đường thật lớn. Con đường đó giống như là cái bàn cờ, có lời hứa đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta không có phương tiện để đi trên con đường đó. Chúng ta không bao giờ chuyên chở bất cứ thứ gì được. Chúng ta không nhận được cái gì cả. Anh chị em biết là có những quốc gia đó, họ phải
mua dầu ở những quốc gia khác rất là xa, hoặc là họ chở bằng tàu, hoặc là họ làm có những quốc gia là họ làm luôn cái đường ống ở dưới, kết nối thẳng qua cái mỏ dầu kia luôn. Và khi họ cần, họ chỉ cần alo, tôi cần 100 tấn dầu, nhấn nút cái bên kia mở, bấm nút 100 tấn, nó chạy qua, nó chạy lòn ở dưới đó. Thì cái ống đó giống như là cái bàn cớ vậy, đó là cái nền tảng để cho dầu nó được chảy qua quốc gia của mình. Còn không thì anh phải dùng một cái chiếc tàu cũng là phương tiện. Còn nếu anh không có những phương tiện đó thì mỏ dầu ở bên nước người ta vẫn là mỏ dầu, bên đây mình cũng là mỏ nữa mà bơ mỏ, có nghĩa là không có dầu nữa mà sai, phải không? Nước thiên đàng thì quá chừng luôn, đầy dẫy sự phước lành. Chúa nói là phước hạnh thiêng liêng ở cái nơi trời đầy dẫy cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trong episode đồng 1 của 3. Nhưng mà chúng ta thì ở đây là khan hiếm, có đúng không chị em? Quá khan hiếm. Và chúng ta đến nỗi thậm chí chúng ta dùng đức tin, dùng sự cầu nguyện kiêng ăn để chúng ta cầu nguyện để có một cái điện thoại. Trong khi có người có đức tin, họ chỉ tuyên bố cái đức tin của họ ra và họ tuyên bố nó phải đến, họ kêu gọi nó phải đến. Nó khác với đây rồi. Giờ con cần cái điện thoại, con cần cái điện thoại. Chúng ta cứ kêu mãi, chúng nói có rồi con, mở ra đi con, mở ra đi, cái hộp ta để sẵn nó mở đi. Không, con cần cái điện thoại. Chúng ta làm như vậy sẽ không bao giờ có. Cho nên chúng ta phải có đức tin. Đức tin là bằng đức tin là cái phương tiện để chuyên chở. Và đây là một sự kết nối đặc biệt anh chị em. Sự giàu có ở đâu? Nó từ thiên đàng. Ở trong phục truyền động 28 câu 11 12, cho nên ta vì ngươi mà mở trời ra là kho báu của ta, để ban mưa phải thì xuống. Và anh chị em biết Chúa đã mặc khải cho Gia-cốp một cái con đường chuyên chở đặc biệt. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký 28. Sáng Thế Ký 28 câu 10 cho đến câu số 12. Gia-cốp thấy một chim bao. Có cái gì? Cây thang. Anh xem nói đi ạ. Gia-cốp thấy cây thang. Ai đi lên xuống cái cây thang này? Thiên sứ. Lên xuống làm gì? Đi dạo phải không ạ? Thiên sứ là gì? Chúng ta xem ở trong Thiên 103 câu 22. Xin lỗi câu 20, 21. Hỏi Đức Thiên Sứ Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hãy vâng theo tiếng Ngài, khá người cả Đức Giê-hô-va. Hỏi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tới Ngài làm theo ý chỉ và hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Như vậy Thiên Sứ là gì? Làm theo ý chỉ và mạng lệnh. Và tại nơi đó Thiên Sứ lên xuống trên cái thang đó, và thiên sau đó có một tiếng phán: ta sẽ làm cho người dòng dõi người, ta sẽ ban cho những người và dòng dõi người đất này làm cơ nghiệp, là hứa. Thiên sứ lên xuống trên cái thang để chuyên chở lời hứa phước hạnh từ trời cho Gia-cốp. Thế thì ngày hôm nay chúng ta nhận lời hứa bằng cách nào đây? Chúng ta xem ở trong Văn đoạn 1 câu 51. Tên là Văn đoạn 1 câu 51. Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Như vậy cái cây thang mà David, xin lỗi Gia-cốp nhìn thấy là cái gì? Đây là cây thang. Và trong Tân Ước thì thấy thiên sứ, xin lỗi, trong Khải Tượng thì thấy thiên sứ lên xuống ở trên cây thang này. Nhưng mà Tân Ước thì thấy cái gì?
thiên sứ lên xuống trên con người. Con người là ai? Chúa Giêsu. Anh chị em hiểu điều này chưa? Tân ước thì nói là thiên sứ lên xuống trên con người, còn cựu ước là thiên sứ lên xuống trên cái thang. Cái thang là đầu mắt tầng trời, tức là có một cái con đường, có một con đường để kết nối trời và người. Cựu ước thì thiên sứ nhìn thấy, Gia-cốp nhìn thấy nó là cây thang. Tân ước và chính Chúa Giêsu khẳng định thiên sứ lên xuống trên con người. Như vậy Chúa Giêsu chính là cây thang ở trong cựu ước. Chúa Giêsu là đường đi, là lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai đến cùng Cha. Ta là cái cửa, cái này mở ta mà vào thì vào ra gặp được đồng cỏ. Như vậy thông qua Chúa Giêsu chính là cây thang, cũng là cánh cửa để mở ra cửa trời, nhận phước hạnh từ trời. Đức Chúa Trời có đủ cách để chuyên chở phước hạnh đến cho chúng ta thông qua con người hay là phương tiện của Ngài. Có thể là con quạ để tha thức ăn đến cho Eli, nhưng cũng là những cái cung cấp siêu nhiên. Chẳng hạn luôn một cái mở mắt ra là thấy mưa mana từ trời xuống. Đó là cách của Chúa. Nhu cầu là cho chúng ta, công bố đức tin là của chúng ta, còn trả lời theo phương cách là của Chúa, chúng ta sẽ nhận theo phương cách của Ngài. Cho nên đức tin là phương tiện, không có đức tin chúng ta không nhận được gì từ nơi Chúa đâu. Đó là một phương tiện để kết nối. Nếu không có phương tiện đó, chúng ta không bao giờ có thể nhận được gì từ nơi Chúa cả. Vậy thì đức tin Chúa đã cho chưa? Có rồi. Khi nào ạ? Khi nào chúng ta có đức tin này? Thật ra mỗi một người Đức Chúa Trời đều ban cho đức tin. Roma đoạn 12 câu số 3. Roma 12 câu 3. Roma 12 câu 3. Amen. Đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người, nói một cách khác, tất cả mọi người đều có đức tin hết. Ngài đã phú cho từng người. Ngài phú cái gì? Ngài phú cái hạt giống đức tin, được gọi là linh đức tin, cho từng người. Có nghĩa là tôi phải có. Người chưa có Chúa cũng có luôn. Bởi vì không có đức tin làm sao mà sống được. Nhưng mà cái hạt giống đức tin đó nó chưa nọ được kết quả, nó chưa được phát triển. Cho nên khi chúng ta tin Chúa, dùng cái đức tin đó tin Chúa, và từ cái đức tin Chúa đó, Chúa sẽ cho cái đức tin này nó kết quả. Chúa nói gì? Nếu đức tin chỉ bằng hạt cải thôi thì có thể khiến núi giờ núi được. Vì vậy mà mỗi người đều có cái đức tin. Nếu Chúa đã cho rồi thì chính chúng ta phải có trách nhiệm làm cho đức tin lớn lên. Có nhiều người cứ cầu nguyện xin Chúa thêm cho đức tin của con. Anh chị em có thường cầu nguyện như thế không? Chúa ơi, xin thêm đức tin cho con, thêm đức tin cho con. Cái điều gì mà nó vượt quá cái khả năng của mình, bắt đầu chúng ta kêu Chúa ơi, thêm đức tin cho con, thì y chang các môn đồ thôi. Chúng ta xem Mác đoạn xin lỗi mà Luca đoạn 17. Luca 17 câu số 5 và 6. Trọng bằng hồ cải. Chúng ta thấy là các môn đồ, Chúa ơi thêm đức tin cho con. Các môn đồ cũng cầu nguyện y như chúng ta vậy. Nhưng Chúa Giêsu có thêm đức tin cho họ không? Không. Chúa nói nếu đức tin các ngươi bằng hồ cải, như vậy thì họ có phải có chưa có đức tin không? Có rồi. Và chúng ta thấy đối diện cái điều gì mà các môn đồ này xin đức tin vậy? Họ đối diện một cái điều mà họ cảm thấy vượt hơn khả năng. Chúng ta đọc phần trên là chúng ta thấy như vậy nè. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng các môn đồ như vậy: không thể khỏi xảy ra những sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho kẻ nào, ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày
họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn thì hãy tha tội. Các môn đồ thưa Chúa rằng xin thêm đức tin chúng tôi. Tức là cái điều mà Chúa Giêsu dạy họ cảm nhận là vượt quá cái khả năng của họ. Chúa nói là nếu trong một ngày có người phạm tội 7 lần, ở trong Matthew thì nói là gì? 70 lần 7. Mà nếu mà nó trở lại xin các ngươi tha thứ thì ngươi cũng tha cho họ. Thì cái điều này vượt quá sức môn đồ. Đối với con người chúng ta thường hay chúng ta nói là nhất quá tam thôi. Đúng không ạ? Nhất quá tam thôi. Nhưng mà đối với Chúa thì sao? Không phải nhất quá tam. 70 lần 7. Thì các môn đồ la lên: Chúa ơi, thêm cho con đức tin. Nhiều khi nó quá sức. Chúa ơi, thêm cho con đức tin để con có thể tha thứ được cho người khác. Thưa Chúa ơi, thêm cho con đức tin để con có thể yêu thương. Thêm cho con đức tin để con có thể tha thứ, con có thể nhịn nhục. Chúa nói là không. Nếu đức tin các ngươi bằng hạt cải sẽ khiến cây dâu dời đi được, trồng xuống biển nó sẽ đi vâng lời. Nhưng mà Chúa không nói về cái lượng đức tin, nhưng Chúa nói, xin lỗi, không nói về cái trọng lượng của đức tin, cái khối lượng đức tin, nhưng Chúa nói chính là cái hoạt động của đức tin. Hạt cải đó, nó có sự sống ở bên trong, nó phải được hoạt động, nó phải được sống động, nó được đặt đúng vào trong cái môi trường đức tin thì bùm một cái nó sẽ có kết quả. Nếu đức tin các ngươi trọng bằng hột cải thì sẽ khiến được cây dâu này có thể dời đi được. Một chỗ khác, xin ta qua Tin Lành Mát đoạn 4. Câu 37 cho đến 40. 37 đến 40. Xuống dưới giờ xử lý cho kêu thấy. Rồi, ở đây nói rằng là khi mà các môn đồ đối diện cơn bão thì sao? Bản thân của họ thì họ chèo chống bằng sức của mình. Rồi họ bắt đầu họ nhớ lại có Chúa ở trong thuyền. Họ đánh thức Chúa dậy và nói rằng là gì? Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết. Tức là đối với họ là gì? Nếu như Chúa Giêsu không ra tay thì họ chết và Chúa cũng chết luôn. Tại vì Chúa đang ở trong thuyền. Có nhiều người cầu nguyện theo kiểu y như các môn đồ như vậy nè. Bây giờ con đang mắc nợ đó, xã hội đen nó đòi ở ngoài đó, Chúa mà không giải quyết là con chết, là Chúa chết luôn á. Chúa xấu hổ ráng chịu đó. Người ta sỉ nhục con, Chúa xấu hổ ráng chịu đó. Thực tế là ai gây cái nợ? Cái kiểu là cầu nguyện theo cái ăn vạ. Đó không phải là cái con hoạt động của đức tin. Khi Chúa Giêsu ngày thức dậy, ngày đứng, ngày quở gió và biển và im lặng như tờ. Sau đó Chúa nói các môn đồ: đức tin các ngươi đâu? Tại sao các ngươi sợ? Cả hai đều quy quyền vào đức tin. Có quy quyền không có đức tin thì cũng không hoạt động được. Nhưng có đức tin mà không có quy quyền cũng không hoạt động được. Cả hai có đức tin và phải biết mình có quy quyền thì chúng ta tuyên bố thì phép lạ nó sẽ xảy. Như vậy cần có thêm sinh đức tin không? Nếu Chúa đã chưa cho, tại sao Chúa chấp? Vậy ở đây thì anh em nghĩ rằng là các môn đồ đã có đức tin chưa? Có rồi, nhưng họ không biết dùng. Có quy quyền chưa? Có rồi, nhưng họ không sử dụng. Đa phần chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa chữa lành cho con. Chúa ơi, xin Chúa đuổi quỷ này cho con. Trong khi Chúa Giêsu nói rằng ai tin thì có phép dấu lạ này. Ta truyền cho các ngươi, ta ban cho các ngươi. Chúng ta có rồi, nhưng mà chúng ta không sử dụng. Cho nên tôi khích lệ cho em học xong môn này bắt đầu thực hiện nha. Thực hiện những gì theo lời Chúa hứa. Đọc có lời hứa của Chúa rồi, bởi đức tin nhân danh Chúa Giêsu tuyên bố.
Trong sự tuyên bố này là vững tin không phải là tham lam. Tuyên bố có tham lam cũng chẳng được, đó là dùng trong tư dục. Nhưng mà công bố trên những gì mà Chúa đặt để trong lòng chúng ta thì phép lạ Chúa sẽ xảy ra. Amen. Như vậy anh em có đức tin chưa? Có cần xin thêm không? Dạ, nhưng phải làm gì ạ? Làm cho đức tin sống động. Muốn đức tin sống động phải làm gì? Lời Chúa. Có lời Chúa, có lời Chúa, lời Chúa đến, đức tin nó sống động. Và khi đức tin sống động rồi chúng ta tuyên bố ra. Amen. Dạ, chúng ta không cần phải ngồi đó mà năn nỉ, hoặc là ngồi đó mà chúng ta gọi là thách Chúa, hay là chúng ta ăn vạ với Chúa. Thật ra ăn vạ thì cũng được, và tôi nói chị em là những người mới tin Chúa ăn vạ được. Nhưng mà con của mình lớn già đầu rồi mà ngồi đó ăn vạ thì sao ạ? Là ăn đòn, đúng không? Như con mình con nhỏ nó còn ăn vạ được, mình giờ lớn trong ngồng cái đầu rồi ngồi đó ăn vạ là bị ăn đòn, phải không ạ? Và tôi nói chị em càng trưởng thành trong Chúa thì Chúa sẽ nghiêm khắc hơn vấn đề này, về vấn đề đức tin. Nó không phải là giống như hồi lúc mình mới tin Chúa xin gì được nấy. Cái đó là con giống như con trẻ gì đó, nó oa oa cái là có sữa bú, phải không ạ? Nhưng mà lớn rồi đồ ăn thức ăn trong có đầy đủ hết trơn mà ngồi đó oa oa thì sao? Bị ăn đòn. Anh chị em muốn ăn vạ ăn đòn. Đây, chúc mừng phước cho chúng ta. Ở phần thứ C đó là đức tin là cách thức sống của chúng ta. Khi bạn có lời Đức Trời thì bạn có nhiên liệu cho phương tiện của mình. Như vậy càng có nhiều phương tiện, xin lỗi, càng có nhiều nhiên liệu thì phương tiện sẽ vận hành tốt. Vì vậy mà chúng ta cần phải có lời của Đức Chúa Trời. Trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 15 và câu 16 thì sứ đồ Phao-lô nói là nguyện xin bình an của Đấng Christ đầy trong anh em. Câu 16 là nguyện xin lời của Đấng Christ đầy ở trong anh em. Vậy thì chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Và khi có lời Chúa rồi thì chúng ta có những cái nguyên liệu rất đặc biệt để có thể đức tin được hoạt động một cách hiệu quả. Cô-lô-se đoạn 3 câu 15-16. Phương tiện thì chúng ta có rồi, hạt giống đức tin có rồi, nó giống như là một chiếc xe vậy. Thì bây giờ chúng ta cũng cần đổ nhiên liệu vào. Anh chị em trước khi đi xa chúng ta phải nhìn cái bình nhiên liệu của mình, đúng không ạ? Nếu chúng ta đi xa mà chúng ta không chuẩn bị nhiên liệu thì chúng ta sẽ đẩy bộ. Có những nơi chúng ta đi thì người ta đã cảnh báo trước, thí dụ như là 50 km nữa sẽ không có cây xăng nào cả. Thì chúng ta phải biết rằng nhìn vào cái bình xăng của mình coi nó còn xăng hay không. Nếu chúng ta thấy rằng bình xăng nó hụt rồi thì chúng ta phải dừng lại, chúng ta đổ. Có những lúc chúng ta đổ nhiên liệu, chúng ta chạy, chúng ta thấy chạy nó còn chạy vẫn còn chạy được, nhưng thật sự là nguyên liệu nó đã cạn rồi. Có những lúc chúng ta phải dừng lại, học Kinh Thánh, dừng lại cầu nguyện, dừng lại để suy gẫm, để chi vậy? Có nhiên liệu đổ vào xe chạy tiếp. Thí dụ như 2 tuần này anh chị em bắt đầu đổ nhiên liệu nè, kết thúc tuần sau chúng ta, thứ 6 tuần sau chúng ta kết thúc thì bắt đầu chúng ta đã chạy được. Ô về chúng ta chạy một cái mạch, chúng ta ô thấy sướng quá. Nhưng mà hãy nhớ rằng phải trở lại đổ nhiên liệu, hoặc là ở nhà đọc Kinh Thánh. Nếu anh chị em chịu khó một chút, trong vòng 1 tháng anh chị em có đọc 2 lần Kinh Thánh, 2 lần Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Có nhiều người cứ cho rằng là đọc Kinh Thánh nó cực lắm, đọc Kinh Thánh nó khó lắm, đọc Kinh Thánh lâu lắm. Tại vì mình không dành thời gian thôi. Đọc Kinh Thánh chẳng có gì khó, giống y đọc một chuyện vậy đó, không có gì khó hết. Có nhiều người đọc 5 năm chưa xong cuốn Kinh Thánh, nhưng mà có những người đọc có 39 tiếng đồng hồ đã hết cuốn Kinh Thánh. Họ cứ đọc mệt ngủ. Tức là ví dụ người đọc tính giờ xong, cộng hết, liên tục như vậy 39 tiếng đồng hồ hết Kinh Thánh. Chúng ta thấy kinh khủng không? Cho nên những người mà tôi chụp hình ngày hôm kia đó, hồi buổi thứ 2 đó,
Những ai mà chưa đọc xong Kinh Thánh đó, thì mong rằng lần sau đọc xong Kinh Thánh nha. Đọc xong Kinh Thánh rồi, kết thúc một cái nhiệm kỳ rồi, bắt đầu chúng ta quay trở lại nhiệm kỳ 2, đọc tiếp. Và trước khi tôi học trường Kinh Thánh, tôi đọc ít nhất là 5 lần Kinh Thánh, tôi mới được học trường Kinh Thánh. Quy định của trường Kinh Thánh hồi đó tôi học là 2 lần đọc Kinh Thánh. Và khi mà nhiên liệu nó đã đổ đầy rồi thì sao? Cứ xe sử dụng thôi, liên tục sử dụng, liên tục sử dụng. Chúng ta thấy có những chiếc tàu á, nó chạy hàng tháng, hàng năm trời trên biển, không cần nạp nhiên liệu, là nó chạy bằng nguyên liệu hạt nhân, tự nó sản sinh ra năng lượng. Còn có những chiếc tàu nó đổ đầy dầu, đầy xăng xong, nó chạy tháng xong quay cho vô phải đổ tiếp nhiên liệu tiếp, nó chạy được nữa. Cho nên vì sao chúng ta thấy có những tôn thớ của Chúa, họ có thể giảng liên tục, liên tục, liên tục. Tại sao nó ở đâu mà sau này giảng từ ngày này qua ngày kia, tại sao có lời của Chúa vậy? Nó ở đâu vậy? Thật ra là nguyên liệu không phải đến từ con người. Nguyên liệu, nhiên liệu đến từ Chúa, lời của Đức Chúa Trời, và lời đó ở trong chúng ta. Và chúng ta công bố ra. Amen chị em. Yeah. Còn nếu chuyện giảng tin lành thì đơn giản lắm. Nói về Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài, rồi xong sự sống, sự chết, chôn, sống lại, hết. Đủ rồi. Còn nếu chúng ta muốn trở thành người gieo rạn lời Chúa, chúng ta phải có nguyên liệu. Chúng ta muốn vận hành đức tin mạnh mẽ, phải có nguyên liệu để đức tin chúng ta vận hành mạnh mẽ. Amen. Rồi đức tin là tin vào lời của Chúa và hoạt động với lời đó. Cái này chúng ta nãy giờ chúng ta giải thích rồi. Đức tin là trông đợi nhận lãnh những gì Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh. Như vậy có hàng chục ngàn lời hứa ở trong Kinh Thánh. Vậy thì ai càng đọc Kinh Thánh thì chúng ta càng nhận lời hứa nhiều vào. Lời hứa đó dành cho chúng ta. Đức tin là vận hành tốt khi tin rằng mình có lẽ thật. Kinh Thánh nói như thế nào ở trong Văn đoạn 8 câu 32? Các ngươi sẽ có lẽ thật và lẽ thật sẽ ở trong các ngươi. Các ngươi sẽ có lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Viết bằng các ngươi cứ ở trong ta, những lời ta ở trong ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Văn đoạn 15 câu 7. Nên chúng ta càng tin, càng có lẽ thật thì đức tin sẽ vận hành rất là mạnh mẽ. Chúng ta có lẽ thật về báp tem trong Thánh Linh thì chúng ta sẽ vận hành trong ân tứ rất là tuyệt vời. Chúng ta biết mình có quy quyền, chúng ta sẽ vận hành trong quy quyền. Chúng ta biết rằng mình là con của Đức Chúa Trời, Chúa chẳng tiếc gì cho mình hết. Ngài sẽ mang mọi điều cho chúng ta qua danh của Jesus Christ thì chúng ta sẽ nhận được. Rồi thứ năm, đức tin không phải trong tâm trí nhưng là trong tấm lòng. Giống như nãy tôi nói, đức tin có những người chỉ có tâm trí thôi, nhưng mà đức tin ở trong tấm lòng thì nó mới có thể sản sinh ra quyền năng. Thứ sáu là đức tin bao gồm có nghe, tin, cầu nguyện, suy gẫm, công bố, ngợi khen, hành động, nhận lấy bởi đức tin. Trong phần này tôi không giải thích, bởi vì phần sau nó có liên đới. Tôi sẽ giải thích về vấn đề làm sao để đức tin đến như thế nào và nó vận hành đức tin ra làm sao. Chúng ta kết thúc cái chủ đề 1 là đức tin là một phương tiện để kết nối với Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em.